đã trở thành phong tục. Sau khi bữa cơm tất niên chiều 30 Tết, phần lớn bà con ở huyện Yên Thành lại sắm lễ đi chùa. Ngoài hương trầm là lễ vật không thể thiếu, tùy vào điều kiện của từng gia đình, nhà thì bó hoa tươi, cây trầu cau, đĩa hoa quả, có nhà còn có thêm xôi, oản, vân vân. Lòng thành lễ Phật, cảm ơn năm cũ, chào đón năm mới. Với người dân, đến chùa có nhiều mục đích khác nhau. Người thì cầu tài, cầu lộc, cầu duyên. Người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và người thân trong gia đình. Cũng có những người đến chùa chỉ để tìm lấy những giây phút bình yên, nhằm xua tan đi những lo toan, bộn bề trong cuộc sống. Đầu năm chúng tôi thường đi chùa thắp hương lễ Phật để cầu an cho gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh, anh em được hòa thuận, để cầu an cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mỗi lần đi chùa như vậy làm cho cuộc sống của tôi nhẹ nhàng thanh thản hơn. Tôi cảm thấy đi chùa là một việc tốt nên làm để giúp cho mình sống một cuộc sống nhẹ nhàng và hướng thiện hơn. Là một vùng quê giàu truyền thống văn hóa, huyện Yên Thành hiện có trên 190 di tích thắng cảnh, trong đó có 15 ngôi chùa cổ được gìn giữ trùng tu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng cho bà con trong vùng. Những ngôi chùa mà nhân dân trong và ngoài huyện ngưỡng mộ, chọn làm điểm đến vào dịp đầu xuân, đó là di tích văn hóa lịch sử chùa Chí Linh ở xã Xuân Thành, chùa Bảo Lâm ở xã Hoa Thành. Theo sử liệu để lại, chùa được xây dựng vào thời Trần, thuộc phái Trúc Lâm, một dòng thiền do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, được xem là Phật giáo chính thức của Đại Việt. Chùa còn là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo của cha ông, để lại cho muôn đời hậu thế. Chính sự uy nghiêm bề thế và linh thiêng của ngôi chùa, từ xưa đến nay, cứ vào dịp lễ, ngày Tết, nhân dân từ nhiều nơi về đây để tâm thiền, thắp nén tâm hương, lòng thành lễ Phật. Có người đến để ngưỡng cảm trí tuệ, sự minh tâm và đức độ thanh cao của bậc tiền bối. Cũng có người đến đây để du xuân, vãn cảnh, tìm hiểu và cảm nhận những nét đẹp tinh hoa văn hóa dân tộc. Mọi người về chùa dịp đầu năm mới cũng là tìm về với cái nguồn cội của tổ tiên, ông bà chúng ta. Vì ngôi chùa, ngoài sự thờ phụng các bậc thánh thần, thờ phụng ngôi Tam Bảo, thì mỗi một ngôi chùa là một cái nét đẹp văn hóa, gìn giữ những bản sắc của dân tộc, là những nơi di dưỡng đời sống tinh thần của người xưa để lại. Cho nên các cụ cũng từng nói, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Nét đẹp văn hóa đi lễ chùa đầu xuân của người dân Yên Thành còn có một ý nghĩa sâu sắc. Ngôi chùa làng quê đã trở thành bàn thờ chung của tăng ni Phật tử và cũng là ngôi nhà chung của cộng đồng dân cư trong những ngày Tết. Với những người lớn tuổi, họ đến cửa chùa để lễ tạ tri ân, cầu cho đất nước an bình phồn thịnh, gia đình ấm no, khỏe mạnh, mùa màng tốt tươi, mong chờ vào những điều tốt đẹp. Còn đối với nhiều bạn trẻ, ngoài việc cầu xin phúc lộc, thăm thú, tận hưởng không khí của ngày xuân, còn học hỏi được rất nhiều kiến thức bổ ích từ lễ nghi Phật giáo, tỏ lòng tri ân với những bậc tiền nhân, để từ đó tự mình hoàn thiện đạo đức, nhân cách, cuộc sống. Lên đến ngôi chùa tôi học được những cái giáo lý của nhà Phật, nhờ các quý thầy ở chùa đấy là dạy cho tôi, thì tôi mới cảm nhận được rằng là Phật giáo là giáo dục cho chúng ta hướng thiện, bỏ ác, tu thiện, sửa đổi những cái gì thói hư tật xấu của mình. Thì thật sự tôi cảm nhận được rằng là mái chùa là hồn che chở dân tộc. Với người dân Yên Thành, dù cuộc sống ngày một hiện đại và văn minh, nhưng đi lễ chùa đầu xuân là phong tục không thể thiếu. Từ hoạt động tín ngưỡng giúp ta tìm về cội nguồn, tìm về những giá trị cổ xưa, không chỉ góp phần giữ gìn được bản sắc văn hóa truyền thống của một vùng quê, mà còn giúp thế hệ hôm nay ghi nhớ công ơn ông bà tổ tiên với một niềm tin tương lai tốt đẹp hơn.